Anh đi nha. Ừ. Anh về sớm nha, em chờ đó. Ừ. Chào con. Thư, chú ráng chào con, sao con không trả lời? Con à, đêm qua con về lúc nào mà má không hay? Vì má có khách nên đâu còn nghe tiếng bước chân thường ngày của con nữa. Má, má ra đây với con một chút đi. Con làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy? Có gì không nói chuyện trước mặt chú Tráng được hay sao? Sao má lại đưa ổng về nhà? Còn để qua đêm nữa. Con không thích. Con à, con đã lớn rồi, con phải hiểu cho má chứ. Má cũng cần tình cảm vậy. Má chỉ hơn 40 tuổi thôi, đâu phải bà già sắp xuống lỗ đâu mà không cần bạn bè. Thì má có bạn bè có sao đâu. Nhưng vẫn về nhà như vậy thì... Mấy hôm nay má có lao bàn thờ không? Má vẫn lao bàn thờ mỗi ngày mà. Mà sao con hỏi vậy? Thì nhà mình vẫn còn thắp nhang cho ba mà. Sao? Con lôi ba con ra để nói với má sao? Má không làm gì để hổ thẹn với lương tâm hết á. Con thiệt là má thất vọng quá mà. Còn con cảm thấy mình có lỗi với mấy cây nhang. Con dám nói với má vậy hả? Má cho con ăn học, má tưởng con hiểu biết thông cảm cho má. Đằng này con chỉ nghĩ cho con với ba con thôi. Mà ba con mất đã 3-4 năm nay rồi, đâu phải mất tặng tiệu với người khác lúc ba con còn sống đâu. Quá ra là cũng quá ích kỷ mà. Con không ích kỷ, con chỉ mong má có một người nào đó để nương tựa sau này, nhưng phải là người đàng hoàng. Chứ trực giác của con đang thấy có điều gì đó bất ổn. Sao con biết chú Tráng không đàng hoàng? Không lẽ má không nghe những điều tiếng của ổng? Má qua lại với ổng, con thật sự không yên tâm. Con tin vào tình cảm thiêng liêng của mẹ con mình với nhau. Con tin vào trực giác của mình ha. Trực chứ chẳng giác, con thì biết cái gì? Con mới vừa ra đời, con tưởng con rành rẽ lắm hay sao? Con dám làm áp lực với má hả? Má nói cho con biết, chú ấy cầu hôn với má rồi đó. Chú ấy sắp làm cha dượng của con. Con đừng ở đó mà vô lễ. Anh. Ừ? Anh ăn gì đem nấu cho? Ăn gì ta? Em thừa biết anh cần ăn gì mà. Hiểu rồi, để em ra ngoài mua về nha. À nè, thêm cho anh 2 cái hụt gà và nhiều hành trung nghe. Ừ. Thôi được rồi, anh cứ ra ngoài ngồi uống nước đi thì có ăn ngay. Ừ. Nhanh lên em ơi. Em ra tới liền đây nè. Mình đi hả?
Má hả? Má coi nè, con mới mua được một chục hoa hồng đẹp lắm. Ờ, đẹp lắm. Sao là chú? Sao chú vô được đây? Đây. Má tôi đưa chìa khóa cho chú sao? Không phải là đưa, mà là má con ép chú phải nhận. Chú cũng ngại lắm, nhưng lại sợ má con buồn. Thư à, chú có chuyện này muốn nói với con. Ý chú muốn nói là... Má tôi không có nhà, khi khác chú tới kiếm đi. À, Thư à. Chú biết là con không có tình cảm với chú, nhưng chú muốn nói là... Đúng là tôi không có tình cảm với chú thật đó. Thư à. Chú buông ra đi, chú làm cái gì vậy? Buông ra. Coi kìa, có chuyện gì vậy? Má xuất hiện đúng lúc lắm đó. Chuyện gì vậy anh? Anh muốn tập làm quen dần với nó, nhưng con bé khó chịu quá. Anh thiệt khó xử. Thư à, nếu con thương má thì con phải thương cả chú Tráng nữa chứ. Sao con lại làm vậy? Má, bữa nay con lên thư viện cả ngày, không về đâu. Thư! 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 Anh ơi, anh đừng giận nha. Con bé tuy cứng đầu nhưng biết nghe lời người lớn lắm đó. Từ từ nó cũng sẽ hiểu anh thôi mà. Anh cũng mong là như vậy. Thôi mà, đừng giận nữa mà. Tại em có mình nó, cho nên em nuông chiều nó quá. Không sao, anh tin là mọi việc sẽ thay đổi. Anh ngồi đây nha, em lên nói chuyện với nó một chút. Không biết má làm sao mà lại đi mê cái thằng cha nham nhở, điên khùng, bệnh hoạn đó. Ê, kiếm được chưa? Tìm hoài mà không thấy, chắc phải lên thư viện thành phố thôi. Đi. Vậy mày về nhà luôn hả? Thôi, về nhà chán lắm, chắc tao phải đi đâu đó. Tao cũng không muốn về cái chỗ của tao, vừa nóng nực mà toàn là mấy đứa nhiều chuyện nhức đầu lắm. Ê, vậy thôi đi ăn kem đi. Xong về trường luôn. Được đó. Mình đi em. Có chuyện gì vậy? Con vừa mới thấy. Từ từ vô đây với má nè. Má. Con ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây với má nè. Má nói nè cho nghe. Đây nè, những đồ này là chú Tráng mua cho má nè. Con thấy có đẹp không? Đây, má. Đây nè, con coi đi. Má mặc cái này hay là cái này? Con coi má. Đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện váy vó đâu má. Có chuyện gì vậy con? Con vừa nhìn thấy ổng đi ra từ khách sạn với một cô gái trẻ lắm. Ai? Ông nào? Là ông Tráng đó má. Con đã nói với má là ổng không có đàng hoàng mà má không có tin. Hôm nay chính má con đã nhìn thấy ổng đi ra từ cổng khách sạn với một người con gái khác.
Con còn dám đặt điều nữa hả? 3 ngày nay chú Tráng đi công tác ở bên Thái á. Chính má đưa chú ra sân bay nè. Má, má còn xem lịch bay. Đúng chiều tối nay chú ấy mới về tới đây nè. Con không có đặt điều. Tận mắt con chứng kiến. Con còn thấy ông ta ôm eo, hôn hết tùm lum hết. Con còn bịa đặt chuyện tùm lum nữa hả? Con muốn phá má với chú Tráng tới cùng phải không? Sao má không tin con? Ông đi Thái thì ông cũng có thể về sớm để đi với người khác mà. Tại má si tình mù quáng quá cho nên má mới nghĩ vậy thôi. Được rồi, để coi con còn dám nói láo nữa không. Một lát má đi đón chú ấy, con có dám đi không? Sao con lại không dám đi chứ? Con muốn cho má biết bộ mặt thật của ông ta là như thế nào. Đi với má, để cho con tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của ông ta như thế nào. Con hãy nhìn cho rõ đi, để coi con còn dám mạnh miệng nữa hay không. Con chắc chắn là ông ta không có ở đây đâu. Sao con nói, con nói vậy là sao? Hay là con sợ rồi? Chỉ có những người không đàng hoàng mới sợ. Con không sợ gì hết á. Chào hai má con. Thư nó nói sáng nay thấy anh vô khách sạn với một người nào đó. Em nói anh đi công tác mà nó không tin. Ủa, có người giống người thiệt sao Thư? Đều là quỷ kế của ông. Rõ ràng hôm nay tôi đã thấy ông mà. Thư, con còn dám nói như vậy đó hả? Con học ở đâu cái thói láo léo dối trá vậy hả? Con không nói láo. Chính ông ta mới là người nói láo đó. Kìa em, sao em nặng tay với con vậy? Chắc là hiểu lầm thôi mà. Thư à, xin lỗi má đi con. Thư. Hey. Cảm ơn anh. Mời em. Cạn nha. À, anh có cái này tặng cho em. Đây. Em sẽ làm vợ anh chứ? Con đây. Con đang ở đâu? Con đang ở ngoài đường. Sao bây giờ má mới gọi cho con? Được rồi, má tha thứ cho con chuyện chiều nay. Nhưng con không nói dối thiệt mà. Má không nói chuyện này nữa. Má chỉ muốn nói cho con biết, má nhận lời cầu hôn của chú Tráng rồi. Và từ bây giờ chú sẽ là dượng của con. Má nói gì? Nhận lời? Ừ, má nhận lời cầu hôn của chú Tráng trong nhà hàng rồi. Con tới đây đi. Con không đi. Chẳng lẽ con ích kỷ đến mức không chúc mừng má một câu sao? Dạ, con chúc mừng cho má. Nè, nhớ ai? Khai mau. Có ai đâu mà nhớ. Sao? Vẫn buồn vì mẹ bà tái hôn hả? Không phải. Chỉ có cảm giác không yên tâm thôi. Có linh cảm xấu lắm. Đôi khi thấy vậy, chứ không phải vậy đâu. Như ông Minh lớp trưởng lớp mình nè, lãng mạn lắm, công nghệ đầy mình, mà khi tỏ tình lại viết thơ tay. Ghê nha.
Lớp trưởng tỏ tình luôn kìa. Ai nói? Ai nói là thư gửi cho tao? Là gửi cho mày. Mày cầm đi. Ông đang đến thở đợi tin kia kìa. Mày giỡn hoài à? Không tin thì nhìn lên lầu 1 sau lưng tao đi. Gửi cho tao thiệt hả? Ừ. Thôi mày giữ luôn đi. Vô duyên. Gửi cho mày mà giờ tao giữ. Nhưng tao không muốn coi. Mà tự nhiên mày nhận làm gì? Nhưng nhìn ổng tội nghiệp lắm. Con gái lớp mình tương tư ổng hơi bị nhiều đó. Vậy thì mày nói với lớp trưởng quan tâm tới những người nào trong số mấy bạn đó. Chứ tao không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Bây giờ đã đủ chán lắm rồi. Vậy mẹ bà quyết định lấy ổng hả? Ừ. Chuẩn bị cưới xin xong hết rồi. Đặt nhà hàng luôn rồi. Tưởng tượng tới lúc ở chung nhà với ổng nổi hết cả da gà. Có khi không đến nỗi nào đâu. Nhiều khi cũng do mình có định kiến đó. Thư nè. Bữa đó có cần tao đi với mày không? Không cần đâu. Tao cũng không định ở đó lâu. Dạ ở đây ạ. Mời anh kiểm tra. À tốt. Anh có muốn khắc tên anh chị lên đó không ạ? À, thôi được rồi. Để anh hỏi ý kiến của bà xã. Dạ. À, đồ uống và thức ăn của anh order tới đâu rồi? Dạ anh cứ yên tâm. Nhà hàng sẽ đảm bảo cho anh. Tốt. Thôi được rồi. Dạ. Alo. Em hả? À, tất cả đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần chờ đón cô dâu đến nữa thôi. Rồi, anh sẽ đến đón em ngay. Anh Tráng. Ủa, sao em lại đến đây? Xem ra anh mãn nguyện quá ha. Anh sợ con mụ già đó biết được bộ mặt thật của anh hay sao? Ờ, em về đi. Có gì anh sẽ tìm em sau hả? Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Sao anh kêu ly dị vợ anh xong anh sẽ cưới em à? Em đừng có hồ đồ. Em về đi. Có gì anh sẽ tới tìm em sau. Anh mà còn đuổi em một lần nữa hả? Em sẽ phá cho cái đám cưới này tan hoang luôn đó. Em phải hiểu rằng là anh đâu có yêu thương gì cái mụ già đó. Nhưng mà công ty của anh đang gặp khó khăn. Anh đang rất cần bà ta. Em hiểu không? Hả? Hiểu giùm anh nghe. Vậy cái gia đình hoành tráng của anh, sao họ không giúp anh? Khi anh ly dị vợ, cả cái nhà đó không cho anh có con đường sống. Nên anh quyết phải bám váy mụ già đó. Em hiểu cho. À, thôi, em cầm tạm đỡ số tiền này nha. Có gì sau đám cưới anh sẽ tới tìm em. Hả? Con xong hát chưa? Con xong hết rồi má. Con thấy má có đẹp không? Má đẹp lắm. Nhớ ngày đó má cưới ba con á, má chỉ có một cái áo dài à, trông thảm lắm. Đâu có được đẹp như bây giờ đâu. Ồ, thôi thôi, không nói chuyện đó nữa. Nè, con coi có quên gì nữa không con? Ồ, Dượng con tới rồi kìa. Chuẩn bị mau lên nha. Lẹ lên, má với Dượng chờ đó.
Em ơi, em đây nè. Lẹ đi, khách khứa tới hết rồi. Dạ. Anh coi em đẹp không? Đẹp. Thôi lẹ đi, lẹ lên. Lẹ đi con. Ôi chết rồi, em quên cái điện thoại. Anh chờ em chút nha, con chờ má chút nha. Hôm nay nhìn con đẹp lắm. Thư, từ nay đã là người một nhà rồi. Thư đừng nẻ né tránh vậy, Dương buồn đó. Gì má, tôi đành phải chấp nhận. Nhưng nếu em làm cho má tôi đau khổ, tôi không tha cho ông đâu. Không tha thì Thư làm gì Dương? Đừng làm tôi kinh tởm ông hơn nữa. Kìa Thư. Cô bé đâu rồi anh? Nó ra xe trước rồi. Sao vậy anh? Chắc nó không đồng ý đám cưới của tụi mình. Đáng lẽ tụi mình phải cho con bé có thêm một thời gian nữa. Anh lại nghĩ ngợi về con bé nữa à? Kệ nó đi. Nó lớn rồi, mọi việc nó phải tự hiểu lấy. Chứ mình đâu có nói hoài gì được. Nhưng nó là con gái em. Anh không muốn gì đó mà em buồn phiền. Mà thôi, trễ rồi, mình đi em. Anh tính sao hôm nay mình sẽ đi nghỉ một chuyến. Em thích đi đâu? Em sao cũng được hết. Vậy mình đi Hà Nội nha. Ừ. Thư, con có thích đi Hà Nội không? Con bận đi học rồi má. Em thấy thế nào? Chỉ là một buổi tiệc nhỏ đãi bạn bè thôi. Mà sao anh thuê chỗ to quá vậy? Em ơi, tiệc nhỏ như mình phải làm đàng hoàng chứ. Em hiểu không? Thôi, em ngồi đây, mọi người sắp tới rồi. Đi. Đến lúc này mà ông ta còn dám nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn. Vô. Vô. Mời, mời. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi vô nha. Vô. Vô, uống nha. Xe bên đó đó anh. Dạ. Chờ tôi tới quán bar nào gần đây nhất. Dạ. Tới rồi đó chị à. Hả? Cảm ơn chị.
làm việc của anh trước đi. Lát nữa tôi vô. Dạ. Mình đi ăn nha. Mình tới đây để thác loạn mà. Anh ơi, có một cô mới vừa vào, đang đứng trước cửa, có vẻ rất khả nghi. Anh ra xem sao nha. Được rồi, tôi ra liền. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô? Lập cố sao? Anh, bây giờ căn nhà này đã là căn nhà của hai chúng mình. Anh có thể bước vô đây một cách đàng hoàng mà không sợ một lời dị nghị nào hết. Em đừng nói như vậy chứ. Lẽ nào anh đến đây với em vì gì? Vì căn nhà này sao? Anh, đừng có giận mà. Em đâu có ý đó. Em, anh có nên làm ông chồng truyền thống, ông vợ dần không? Nè, anh có đủ sức không đó? Đừng có thử chồng thử đó. Gì vậy? Em biết rồi mà, đâu có đủ sức đâu. Không phải như vậy mà. Hình như con gái em chưa về. Kệ nó đi. Kệ sao được. Tôi mình bây giờ là người cùng một nhà mà. Nó lớn rồi, em không quản. Em còn bực mình cái cách nó đối xử với anh á. Đừng bực mình chứ. Hôm nay là ngày vui của tụi mình mà em. Chồng cô tới đây. Thì tôi tới đi vô ba. Cô đi một mình hả? Thì sao? Không lẽ ba này cấm người đi một mình? Cô chưa bao giờ tới mấy cái chỗ này phải không? Lạ hả? Tôi có vô đây lần đầu hay lần sau thì liên quan gì tới anh? Có thể cho anh chia sẻ. Chỗ này không hợp với cô đâu. Để tôi bắt xe cho cô về. Tôi không về. Đến tên tôi anh còn không biết. Thì mình anh biết tôi hợp với cái gì và không hợp với cái gì mà nói. Vậy cô tên gì? Thư. Hoài Thư. Vậy anh tên gì? Cô tên Nghi. Mày nè, cái vết thương bữa trước đó có ổn không vậy? Cảm ơn cô vì hôm trước cô đã giúp tôi. Cô hỏi thiệt nha, bữa đó cô có sợ không? Nè, đừng có dọc quê tôi. Tại bữa đó bộ dạng anh hù tôi thấy ghê quá. Còn bữa nay thì sao? Anh Nghiêm ơi. Cô ở đây một chút nha. Nhưng tôi muốn vô mà. Hôm nay tôi muốn quậy. Tôi đã nói cô ở đây là cô ở đây. Anh ơi, trong kia có mấy người đang chơi thuốc đó. Được rồi, để tôi vô giải quyết. Dạ. Cô ở đây nghe chưa? Trời, là ba tôi sao mà nạt tôi? Anh ta là cái gì chứ? Sao mình phải đứng đây đợi anh ta? Mà thôi, cố chờ thêm chút xíu nữa. Tôi đã nói với cậu rồi, những chuyện đó cậu tự giải quyết đi, không cần phải nói tới tôi. Dạ. Đi vô trong giải quyết đi. Dạ, dẫn đi. Nè cô bé. Nè cô bé.
Anh kêu tôi hả? Ừ. Em là khách ở đây hả? Sao không vô? Tôi đứng đây đợi bạn. Ở trong có phòng chờ mà, sao không vô trong chờ? Ờ thì bạn tôi kêu tôi đứng đây. Có vẻ em đợi ở đây lâu rồi. Cứ vô đi, không sao đâu. Khi nào bạn tới thì gọi. Nhưng mà anh chưa có số của tôi. Anh làm ở đây mà, lát nữa anh sẽ quay lại liền. Làm ở đây? Ừ. Ai vậy? Ừ. Có cần phải đề phòng dữ vậy không? Người ở đây á, anh quên hết. Em chỉ cần nói tên á, anh kiếm được liền. Ai mà lại nỡ để cô gái đẹp đứng một mình ở đây vậy? Anh tên Nghiêm. Nghiêm? Ừ. Em là bạn gái của Nghiêm à? Ừ. À, anh hiểu rồi. Anh là bạn của Nghiêm. Để anh vô tìm cậu ấy cho em nha. May quá, anh đây rồi. Bạn của anh đang chờ kìa. Tụi bạn giao bạn gái của anh cho anh đó. Sao, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn muốn vô trống nữa không? Cô có tiền không? Chắc không đến nỗi thiếu đâu ha. Vô trong đi. Rồi, cô vào trong tìm chỗ ngồi đi. Đi theo tôi. Cô ngồi đây đi. Cô muốn uống gì? Rượu. Hôm nay tôi muốn uống rượu. Anh đừng có học cản tôi. Thì tùy cô thôi. Cô đang là thượng đế ở đây mà. Cho cổ một ly cốc tay. Dạ dạ. Cô cứ ngồi ở đây. Lát nữa có người mang đồ uống tới cho cô. Nếu cần gì á thì kêu nhân viên gọi tôi. Ừ. Cô kiểm tra lại đi. Dạ không đủ anh ơi. Tôi đã nói rồi, ở đây định dạng tôi hả? Bây giờ kiểm tra lại cho tôi đi. Anh Nghiêm. Có chuyện gì vậy? Dạ thẻ của anh không đủ tiền thanh toán. Anh vui lòng thanh toán tiền mặt. Má nó, tụi bay khi dễ tao có tiền hả? Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Giờ tao không trả thì sao? Nếu không trả, vậy thì mời anh đi theo tôi. Nè cô bé xinh đẹp, em ngồi đây sao? Anh mời em một ly, được không? Tôi có đây rồi. Loại này hợp với em đó. Em có muốn nhảy không? Tôi không biết nhảy. Không sao, để anh dìu em. Tôi không biết thiệt mà. Không cần biết nhảy thì cũng nhảy được mà em. Em chỉ cần lắc lư nhẹ là được.
sao em đề phòng anh dữ vậy? Vì tôi thật sự không biết anh. Anh thích những cô gái thẳng thắn, thẳng thắn mà lại còn xinh đẹp. Khi nào nó tỉnh á thì cho nó về. Nhớ giữ lại giấy tờ tùy thân của nó nha. Nhắc với nó đem tiền cho chuột mới đưa giấy tờ về. À, cẩn thận của tụi nó trốn đó. Chào anh. Muốn đã chưa? Tôi đưa cô về. Đừng đủ khách như vậy chứ. Cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi. Tôi về trước. Có gì anh lo giùm tôi nha. Đi. Vậy mới biết ở trong đó ngột chết đi được. Do cô nặng nặc rồi vô đó mà. Mà hồi nãy anh kêu đồ gì cho tôi vậy? Cốc tài. Tôi đã nói là tôi muốn uống rượu mà. Cốc tài cũng là một loại rượu. Ý tôi là rượu đàng hoàng, rượu để nhậu, để xỉn, chứ không phải là cốc tài. Tại sao cô muốn xỉn? Không nói được sao? Lạ thiệt. Người như cô mà cũng muốn quậy nữa hả? Nhưng tôi đâu quậy được chút nào đâu. Chưa kể là còn uống nước xanh đỏ đó. Làm cho anh ta còn cười tôi nữa. Mà anh ta là ai vậy? Anh quen hả? Anh là chủ quán bar này đó. Dữ vậy đó hả? À, hồi nãy cô tới đây bằng gì vậy? Taxi. Vậy để tôi kêu taxi đưa cô về. Thôi, tôi không đi taxi đâu. Anh chở tôi về đi. Cô nhiều chuyện quá. Muốn tôi chở cô về thì phải chờ tôi làm xong đi rồi tôi mới chở cô về. Chờ đi hả? Chờ thì chờ. Em à. Anh. Anh cũng không ngờ bây giờ tụi mình đã là vợ chồng rồi. Em cũng không ngờ. Thôi mà. Ủa sao vậy em? Bây giờ mình đã là vợ chồng rồi, nhưng mà bên gia đình anh vẫn chưa chấp nhận em. Có sao đâu. Chỉ cần tụi mình ở bên nhau là đủ rồi. Anh cũng nói thẳng, nếu họ không chấp nhận em thì anh cũng không thiết gì cái nhà đó. Nhưng đó là gia đình của anh mà. Nếu anh vì em mà dứt họ thì em khó nghĩ lắm. Có sao đâu. Anh đã quen sống độc lập một thân một mình rồi. Không có họ, anh cũng không thể chết. Chỉ không có em thì anh mới chết. Kể cũng lạ, bên nhà anh thì không chấp nhận em, còn bên đây thì con gái em lại không chấp nhận anh. Con gái em? Giờ này mà nó vẫn chưa về. Anh hiểu tâm trạng của nó. Nó sợ em dành hết tình cảm của em cho anh. Nó lớn rồi, sao nó không hiểu em cũng cần hạnh phúc. Trời ơi trời.
con bị làm sao vậy? Ra nông nổi này. Trời ơi, nằm xuống đây con. Em lấy giùm chị cái điện thoại đi. Dạ. Hello. Tôi đang đi spa. Vậy hả? Ông xã tôi đang ở đây nè. Để tôi hỏi ông có đưa tôi tới đó được không? Chờ tôi chút nghe. Rồi. Em xuống gọi ông xã chị lên giùm chút đi. Dạ. Dạ chị xong rồi đó chị. Chị ơi, ông xã nhà chị về trước rồi. Sao? Về rồi hả? Dạ. Ông có nói gì nữa không? Ông nói ông đau đầu nên ông về trước rồi. Đau đầu hả? Dạ. Thôi chị về đây. Mà chị còn nhiều công đoạn chưa làm xong mà. Chị bận công việc, thôi để ngày khác đi. Thư. Thư à. Thư. Dù yêu con mà. Em, ông có sợ má tôi biết sao? Má cô giờ này vẫn đang ở trong tiệm spa. Má cô có biết thì má cô tin tôi hay là tin cô hả? Đi lên đây. Buông ra. Chuyện gì thế này? Tôi hỏi là có chuyện gì? Má, cuối cùng má cũng về rồi. Má cứu con với. Cô lại dở cái bài bị hại đâu ra. Chút nữa thôi là ông hại con rồi. Đồ con gái hư không? Cô còn dám nói như vậy à? Mới chút xíu tuổi đầu mà đã định môi chài đàn ông. Em, anh thề với em, anh chỉ định về lấy cái bóp thôi. Bọn dân cô ta quấn lấy anh, không cho anh đi. Má cười nè, ông còn cào cấu khắp người con nữa. Em còn tin nói hay sao? Em qua đây. Qua đây. Má, anh đã nói với em rồi, anh vừa về nó nhào vô quấn lấy anh không cho anh đi. Anh còn nói không sợ vô nói với má sao? Nó nói không còn coi em là má nữa. Anh nói hoài mà nó không chịu tỉnh ngộ. Anh thề với em, anh đã không để cho con bé dụ dỗ nó cứ nhào vô quấn lấy anh không để cho anh đi, em hiểu không? Anh thề với em đó. Tôi khinh ông, tôi khinh tới từng chân tơ kẻ tóc của người ông. Tôi thà là bị một thằng đầu đường xó chợ cưỡng hiếp còn hơn là bị một thằng như ông đó. Em nghe thấy không? Nghe câu nói đó em đã hiểu con người nó như thế nào rồi. Anh không ngờ vì một phút thiếu kiềm chế mà để em chứng kiến cảnh này. Anh thề với em, anh không phải là con người như vậy. Em phải hiểu và tính anh chứ. Thôi đi, các người im hết đi. Im hết đi. Má, nếu em không tin anh, em còn nhốt anh chung với con ma nữ này. Anh sẽ đi. Anh đừng đi. Em có biết không, nó sẵn sàng làm mọi thứ
để trả thù em đó. Thư, con giải thích đi. Mà tin ông ta, bao nhiêu lần ông ta quấy rối con, mà đều tin ông ta. Và bây giờ sự thật rõ ràng như vậy, mà cũng vẫn tin ông ta. Em biết con gái em không bao giờ muốn chúng ta yên ổn hạnh phúc đúng không? Đã nhiều lần nó gà gẫm dụ dỗ anh đều giấu giếm, không dám nói với em vì sợ em buồn. Đồ súc vật, ông không phải là người mà. Đó, em nghe nó nói gì chưa? Con gái em ghê gớm như thế nào chưa? Mày còn dám mở miệng nói như vậy nữa hả? Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi đi. Mày ra khỏi nhà tao liền. Đi. Mày đi đi. Mày đi đi.